Năm 2023, Lào Cai đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 51.000 tỷ đồng, duy trì mức tăng 11%. Lào Cai hướng tới mục tiêu tập trung phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh cao. Tỉnh tiếp tục có những cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phát triển ổn định bền vững, trong đó tập trung ưu tiên đẩy nhanh đền bù giải phóng mặt bằng dự án, hỗ trợ một phần thuế thuê đất, tìm kiếm thị trường, đa dạng hóa nguồn cung nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh cán mốc trên 46.000 tỷ đồng, duy trì mức tăng trưởng 11,7%, đứng trong top 10 cả nước.